Ôi em ơi, em có một em búp bê đẹp thế. Chị ơi. Ôi chị đi đâu đấy? Chị đi bán hàng mà cả buổi sáng nay chị cũng chưa bán được gì. Em có con búp bê đẹp thế. Thế thì chị vào đây cho mẹ em đi. Được không? Ừ, thích. Ở nhà chị á, chị chẳng có con búp bê nào cả. Nhà chị cũng nghèo lắm. Chị á phải đi bán đồ ăn nên là không có búp bê. Ôi nhìn các bạn nhỏ có búp bê xinh nhá. Ở nhà chị á toàn lấy gối thôi, xong rồi làm búp bê. Cảm ơn ba bởi vì ba đã mua cho con một em búp bê. À, em búp bê này ba mua mãi ở trên phố huyện đấy con ạ. Con thấy có đẹp không? Em có. Bởi vì thành tích hôm năm qua con học rất là tốt nên ba mua tặng lại cho con đấy. Con cảm ơn ba ạ. Ừ, ngoan lắm. Con cố gắng học hành tốt nhá, chăm chỉ nhá. Vâng ạ. Nhưng mà ba ơi, ba con khát nước. Con khát nước à? Thì ba tìm quanh đây xem có quán nước nào không nhá. À kia rồi, quán nước kia rồi con ơi. Ba con mình đi thôi. Vâng ạ. Con gái ơi, con ngồi đây, ba đi mua nước cho con nhá. Vâng ạ. Nhớ ngồi nhá, ba đi đây. Ba yên tâm đi, con sẽ ngồi đây, con không bị đau cả. Ừ, ngoan lắm, ba đi nhá. Vâng ạ. Từ sáng giờ mình chưa bán được. Ai mua sữa, mua bánh không? Bánh rất là ngon đấy ạ. Đi công viên ăn bánh này rất là tuyệt vời luôn. Có ai mua không? Ôi, em có một em búp bê đẹp thế. Chị ơi. Ôi chị đi đâu đấy? Chị đi bán hàng mà cả buổi sáng nay chị cũng chưa bán được gì. Em có con búp bê đẹp thế. Thế thì chị vào đây cho mẹ em đi. Được không? Ở nhà chị á, chị chẳng có con búp bê nào cả. Nhà chị cũng nghèo lắm. Chị á phải đi bán đồ ăn nên là không có búp bê. Ôi nhìn các bạn nhỏ có búp bê xinh nhá. Ở nhà chị á toàn lấy gối thôi, xong rồi làm búp bê. Chị ơi, đi vào đây cho mẹ em đi. Ừ, em ơi, em cho chị sờ con búp bê một tí được không? Ở bụng mềm lắm. Thế là chị xem nào. Ôi, bằng búp bê này dễ thương thế. Ôi, mềm thế. Mà chỗ này lại cứng, mà chỗ này lại mềm. Ừ nhờ. Trong này có bông. À thế ạ. Ôi chị ước gì mình cũng sẽ có một chú búp bê như thế này á. Hàng ngày á, chị sẽ buổi tối đi làm về, đi bán hàng và chị sẽ ngủ ôm em ý ngủ thật là thích luôn. Ôi thích quá. Em thích thật đấy. Chị trả em này. À mà thôi, em cho chị luôn đấy. Không sao, em cho chị được. Con búp bê này rất là đắt tiền mà. Không, nhà em cũng bày búp bê rồi. Em cho chị luôn đấy. Không được đâu, ba mẹ em sẽ không đồng ý đâu. Không, bởi vì tổng kết năm học này ba mua tặng cho em, nhưng mà nhà em cũng nhiều búp bê nên là em cho chị luôn đấy. Thế cũng không sợ ba mắng à, chị cảm ơn em nhá. Ba em không mắng đâu. À thế à. Nhà em có ở gần đây không? Nhà em ở ngay đầu kia kìa. Thế à. Ôi thích quá, lần đầu tiên trong đời chị có một chú búp bê như thế này đấy. Không, thì thẳng em không ra đây chơi nên là hôm nào ra đây chị em mình cùng gặp nhau chơi nhé. Được không? Bố em có cho chị chơi với người như chị không? Có chứ. Em có một bố mẹ thật là tuyệt vời. Thì chính vì vậy mà em cũng là một cô bé rất ngoan và hiểu chuyện. Chị cảm ơn em nhé. Thỉnh thoảng em ra đây chơi xong chúng mình cùng mong về ra đây chơi nhé. Vâng ạ. À chị ơi, bố em ở kia rồi. Em chạy ra với bố nhé. Tạm biệt em nhé. Em chào chị. Hẹn em hôm khác ở đây nhé. Vâng ạ. Chào em. Ôi, mình có một chú búp bê đầu tiên trong đời. Ai? Ai? Con gái của ba ngoan lắm. À, ba mua nước cho con rồi đây này. Con cảm ơn ba. Đúng rồi, bây giờ con có đồ chơi con phải biết chia sẻ với bạn bè nhé chưa? Vâng ạ. À, vừa con gặp chị đi bán hàng đúng không? Vâng ạ. Ừ, nhà chị rất là nghèo con ạ. Nên mình phải biết chia sẻ nhé. Là đợt tới này ba lại mua cho con một em búp bê khác nhé. Không cần đâu ba, nhà mình nhiều búp bê lắm rồi. Ừ, thôi chúng mình về nhà thôi con đi. Xin chào tất cả các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.